Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại đồng hành cùng với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy. Trong video ngày hôm nay thì Bình An Tử Vi sẽ xem cho tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ mạng năm 2022, đại hạn toán tận, vận niên xấu thì nên làm gì. Hãy cùng Bình An Tử Vi theo dõi video này nhé. Và hãy nhớ là like video, share video và ấn đăng ký kênh nhé. Về tổng quan năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng, thì nữ mạng tuổi Mậu Ngọ là các bạn sinh năm 1978, tức tuổi con ngựa. Năm 2022 tuổi Mậu Ngọ, năm 1978 là 45 tuổi âm, 44 tuổi dương, thường được gọi là cứu nội trì mã, tức ngựa trong chuồng, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Về tuổi Mậu Ngọ năm 1970, mệnh hỏa sẽ gặp năm 2022, mệnh kim bạch kim, hỏa khắc kim là bình thường, địa chi là ngọ gặp dần, tam hợp là tốt. Về thiên can thì mậu gặp nhâm cũng bình thường. Về sao chiếu mệnh là sao thủy diệu, là can tinh, chủ về tài lộc hỷ, mang đến sự bất ngờ và may mắn trong công việc. Vận hạn là hạn toán tận, là một đại hạn, hạn hao tài và bệnh nặng. Vận niên là xà hãn tỉnh, về thái tuế không phạm hạn thái tuế, về tam tai không phạm tam tai, tuổi kim lâu không phạm kim lâu, có thể kết hôn và làm đám cưới. Hạn hoang ốc là phạm hoang ốc, tam địa sát, cần tránh xây nhà và sửa nhà. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng sao thủy diệu. Sao thủy diệu hay còn gọi là thủy tinh là một phước lộc tinh của cửu diệu. Nếu ai được chiếu mệnh thì đó là một điều may mắn, chủ về tài lộc hỷ, sau này rất hợp cho người mệnh mộc và kim. Do đó thì người mệnh hỏa như tuổi Mậu Ngọ năm 1978 cũng không phải thực sự là một năm hưởng được đại cát do con sao này mang tới nhé. Ảnh hưởng của sao thủy diệu đến người Mậu Ngọ năm 1978. Đầu tiên là đối với công danh, khi gặp sao này thì nhiều người thăng tiến như rồng vùng vẫy nơi biển cả. Thứ hai là xét về tiền bạc, tài sản thì đương số sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân và tài bảo. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công rực rỡ. Thứ ba thì người mệnh kim sẽ gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp. Mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Thứ tư thì người mệnh hỏa sẽ gặp chòm sao thủy diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo vì vốn dĩ thủy diệu là một phước lộc tinh rồi. Thứ năm thì không nên đi sông biển và tránh đi xa sông qua đò và tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Cuối cùng thì sao thủy diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 nhé. Tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2022 theo ngũ hành và cung phi. Đầu tiên là theo ngũ hành bản mệnh thì mạng hỏa của nữ tuổi Mậu Ngọ gặp hành kim năm nhâm dần là khắc suất, trung bình là năm nay. Công danh thì bản thân phải tự cố gắng và không hy vọng có sự giúp đỡ từ bạn bè hay là người thân. Thứ hai là theo ngũ hành cung phi thì cung phi của tuổi năm 1978 là khôn, tức là thổ, sẽ gặp năm 2022 khôn cũng là thổ, là tương trợ, là tốt. Và đây là một năm người nữ tuổi này ít có sự thay đổi trong công việc làm ăn và được giúp đỡ từ quý nhân trong kinh doanh và buôn bán nhé. Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2022 nữ mạng theo thiên can và địa chi. Đầu tiên là theo thiên can thì thiên can của tuổi Mậu là thổ sẽ gặp năm nhâm là thủy, là tương phá, là mọi việc trong năm này thì có nhiều khó khăn. Tuy nhiên khó khăn lại do chính bản thân gây ra và đây là một năm không nên đầu tư vốn cho làm ăn nhé. Thứ hai là theo địa chi thì địa chi của tuổi Ngọ sẽ gặp chi của năm dần là tam hợp. Theo đó thì công việc trong năm có nhiều thay đổi, nhất là về tình cảm và tinh thần. Tuy nhiên thì không nên chủ quan, làm việc gì thì cũng cần có sự đề phòng cẩn thận nhé. Xem vận hạn năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng, hạn toán tận là chủ về tiền bạc và cẩn thận hao tài, ngộ chứng và khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc và trang sức đắt giá thì dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Và nếu khai thác lâm sản hoặc hùm hạp thì sẽ gặp tai nạn, vậy thì cũng không nên. Hạn toán tận thường bị hao tốn về tài sản lớn và có thể bị mạo cảm, trúng gió, bị cướp giật, tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông, lao động ẩu đả hoặc thương tích và kẻ xấu hãm hại. Căn cứ và tính chất của hạn này thì ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn và thiệt hại nặng nề về tài sản và tiền bạc, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những người hạn khác thì thường chỉ hao tốn tiền hoặc hạn này chỉ về bệnh nhẹ mà thôi. Năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng gặp hạn toán tận thì nên làm những điều như sau.
Thứ nhất thì tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi ra đường, do dù là đi làm ăn, đi chơi và đi du lịch hay là bất cứ đâu. Như vậy thì không tránh được hạn cướp bóc, hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình nhé. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao về tiền bạc và sức khỏe. Thứ ba thì luôn cẩn trọng trong mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ và không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư thì không nên uống rượu bia, tham gia giao thông hoặc là làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động và nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông nhé. Cuối cùng là hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận và hạn chế ra khỏi nhà lúc nắng mưa thất thường, đề phòng bị mạo cảm hay bệnh tật trúng gió. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên thì những người gặp hạn này thì nên tu nhân tích đức, trau dồi đạo đức và phẩm hạnh và làm nhiều việc thiện. Và nếu có điều kiện ủng hộ và quyên góp thì giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ phần nào giảm tác động của hạn toán tận đến cho quý bạn nhé. Vận niên năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng, xà hãm tỉnh. Xà hãm tỉnh là rắn bị nhốt dưới đáy giếng. Năm nay thì quý bạn nữ mạng Mậu Ngọ năm 1978 cần đề phòng tai nạn. Đi xe thì phải cần chú ý cẩn thận và không nên đi cùng xe với người có hạn giống như mình. Nếu bản mệnh biết kiên nhẫn và chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong. Nhược bằng vội vàng, hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt nhé. Công việc kinh doanh làm ăn trong năm này thì bản mệnh nên giữ nguyên như cũ và hạn chế thay đổi. Ngoài ra trong năm này thì bản mệnh kiêng đi xa, công danh không có gì mới và trong năm này bản mệnh cũng nên làm theo hướng cũ và dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ và cầu thiện. Năm 2022 của tuổi Mậu Ngọ, năm 1978 nữ mạng không phạm hạn thái tuế và tam tai, cũng không phạm kim lâu. Tuy nhiên lại phạm hoàng ốc, tam địa sát, do vậy mà không nên xây nhà vào năm nay. Bởi nếu xây thì dễ sinh bệnh tật lâu khỏi và tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên thì điều này sẽ ứng biến như thế nào chỉ khi xem tử vi chi tiết qua lá số mới biết được. Do vậy thì quý bạn tuổi Mậu Ngọ, năm 1978 nữ mạng muốn xem chi tiết lá số thì có thể comment giờ ngày tháng năm sinh và điều cần hỏi phía dưới cho bình an tử vi sẽ giúp bạn sớm nhất có thể nhé. Tử vi hàng tháng cho tuổi Mậu Ngọ năm 2022. Xem vận hạn tình duyên tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng tháng 1 năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng trong tháng này thì có tâm trạng nóng nảy, dù là học hành hay là làm việc thì vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được hoàn toàn. Và bạn có thể nghe nhạc nhẹ, nhẹ nhàng và có thể nói chuyện với bạn bè thường xuyên hơn nhé. Xem vận hạn tình duyên tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng tháng 2 năm 2022. Tháng này thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng có những nhiệm vụ và công việc nặng nhọc và cần phải thêm giờ hoặc phải đi công tác thường xuyên. Tháng 3 năm 2022 thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng trong tháng này gặp nhiều may mắn và có thể trúng số hoặc trở thành người giàu có nhé. Tháng 4 năm 2022, tháng này gia đình người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng sẽ có niềm vui đón thêm thành viên mới và bắt đầu với chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi và tập thể dục bạn nhé. Tháng 5 năm 2022 thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng sẽ dễ bị cám dỗ bởi người khác giới trong tháng này và thậm chí thì có thể trực tiếp phát triển thành những mối tình ngầm bạn nhé. Tháng 6 năm 2022, trong tháng này thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng sẽ có tranh chấp với hàng xóm vì những chuyện vặt vãnh và phải học cách kiềm chế tính xấu và tuân thủ theo nguyên tắc thì việc biến lớn thì thành nhỏ thì cuộc sống mới trở lại bình thường bạn nhé. Tháng 7 năm 2022 thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng có khả năng mắc bệnh nguy hiểm về đường tiêu hóa, rối loạn và ăn uống trong tháng này, thậm chí có thể phải phẫu thuật nhé. Tháng 8 năm 2022, tháng này thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng có tài lộc ổn định, tuy không có thể có cuộc sống giàu sang nhưng bạn lại vô cùng an nhàn và nhàn nhã bạn nhé. Tháng 9 năm 2022, tháng này thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng sẽ gặp được người khác khiến trái tim mê bẩn và đừng quá nhiệt tình vì điều này sẽ khiến đối phương sợ hãi đấy nhé. Tháng 10 năm 2022 thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng dễ bị hao tài trong tháng này.
Đừng để bị lừa gạt bởi những lời quảng cáo quá đà. Không nên dễ dàng đi khám chữa bệnh và thẩm mỹ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tài lộc và sức khỏe sau này của bạn đấy nhé. Tháng 11 năm 2022, vận trình tổng thể của những người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng trong tháng này thì không được tốt cho lắm, đến mức uống nước vào sẽ bị tắc nghẽn và phải duy trì cuộc sống dị hai điểm, một nẻo ở trường học hay công ty và về nhà đấy nhá. Cuối cùng là tháng 12 năm 2022 thì người tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng tháng này có thể có thời gian rảnh rỗi và không có gì phải lo lắng nhiều. Và bạn có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, vất vả và để được nghỉ ngơi thật tốt đấy nhá. Và tổng kết lại thì quý bạn tuổi Mậu Ngọ năm 1978 nữ mạng đã cùng Bình An Tử Vi đi xem tử vi năm 2022 cần chú ý những gì, vận hạn, tình duyên và tài lộc năm 2022 như thế nào. Qua video này thì website binhgiatrang.com chúc quý vị một năm nhiều thuận lợi và hành thông. Nếu muốn xem tử vi chi tiết qua la số thì quý bạn vui lòng hãy để lại comment theo cú pháp giờ ngày tháng năm sinh và điều cần hỏi ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Bình An Tử Vi Phong Thủy.